Vâng, hello tất cả các anh em đã quay trở lại channel của mình Hôm nay thông tin các bạn một thông tin nghệ sĩ Đó là ca sĩ Đan Nguyên Vâng, vì sao ca sĩ Đan Nguyên chuyển sang trung tâm Thúy Nga Paris by Night? Đây là một thông tin khá là thú vị Vào đầu năm 2016 có một sự kiện chấn động làng nhạc hải ngoại Đó là ca sĩ ruột của trung tâm ASEAN Là Đan Nguyên đã chuyển sang hát cho trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Điều này làm cho nhiều người khó hiểu vì ca sĩ Đa Nguyên được chính nhạc sĩ Trúc Hồ phát hiện giới thiệu vào ASEAN và từng bước đưa anh trở thành ca sĩ hạng A của làng Hải Ngoại. Sau 10 năm gắn bó với trung tâm ASEAN, anh đã dứt áo ra đi. Ca sĩ thế hệ đàn anh là Nguyên Khang kể về buổi đầu gặp Đa Nguyên như sau. Lần đầu gặp Đa Nguyên là đi ăn trưa với anh Trúc Hồ. Anh Hồ nói với Khang, ASEAN mình sắp có con gà mới hát nhạc mùi anh hẹn nó đi ăn trưa với mình luôn chờ khoảng 30 phút mươi phút thì một em trai xuất hiện tướng ngon lành cành đào à, ngon lành cành đào luôn nha các bạn nha chứ không phải là cành mít nhưng đen thui thù lùi sau màn chào hỏi xã giao nó vô đề luôn anh nguyên khang tuy là em hát nhạc mùi nhưng em hát nhạc của anh với anh quang dũng cũng hay lắm vâng Hát nhạc mùa như hát nhạc của Văn Dũng và Nguyên Khang cũng hay Đa Nguyên chính thức chuyển sang trung tâm tiếng Nga Paris by Night cuốn 118 55 âm nhạc Đức Huy được quay hình vào tháng 5 2016 Lần đó Đa Nguyên hát bài Trái tim ngục tù Cùng trong cuốn này sự xuất hiện lần đầu của Paris by Night, Của một con cưng Có nghĩa là Cùng trong cuốn này là sự xuất hiện lần đầu trên Paris By Của một con cưng khác của trung tâm ASEAN là Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung cũng chuyển qua trung tâm Thúy Nga Paris By Night luôn à, Việc cán bó 10 năm với ASEAN để rồi chuyển sang một trung tâm khác Là điều mà những fan của trung tâm ASEAN khó chấp nhận Những người trong cuộc như Đan Nguyên, Trúc Hồ và trung tâm ASEAN Không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào tờ báo người Việt hải ngoại khi đó đã tìm cách liên hệ với Đan Nguyên để phỏng vấn nhưng bị khắc hẹn vì vậy cũng có những lời đồn đón dựa trên những lời nói bóng gió trên mạng xã hội của các ca sĩ trung tâm ASEAN lúc đó Đan Nguyên đã đăng đăng dòng status trên Facebook cá nhân như sau đây là đần, lần đầu tiên Đan Nguyên hợp tác với trung tâm thúy nga Paris Đa Nguyên sẽ cố gắng hoàn thành tốt để không phụ lòng tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn các ông, bà, cô chú và các bạn đã yêu mến ủng hộ Đa Nguyên. Và Đa Nguyên mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Đa Nguyên trên đoạn đường sắp đến. Mong Phan hãy đến thật đông và vỗ tay thật lớn để Đa Nguyên có tinh thần. Nha! Lóp! Con nghe lóp kéo dài ra ấy, bà con. Biết không? Biết từ lóp không? Ờ, trên Facebook của mình ca sĩ Nguyên Khang cũng tâm sự về mối quan hệ của anh với Đan Nguyên, đồng thời ủng hộ quyết định ra đi của ca sĩ này. Huỳnh Phi Tiễn, một ca sĩ khác của trung tâm ASEAN đã comment trên status đó như sau. Anh trai, em rất mến anh và nếu nói là thần tượng anh thì cũng không sai chút nào, nhưng theo cách nói trên thì rất là không công bằng cho anh Trúc Hồ và chị Thi Văn. Anh thấy đi tụi em hát phải chia nhau nhường nhau từng nửa bài hát mà tiến thân. Các anh chị ý nói là Đan Nguyên và Nguyễn Hồng Nhung á luôn được anh Hồ và chị Văn Thương nhất những bài hát opening bài solo rồi bài solo hay bài tiên riêng gì đó. Nói chung là trong âm nhạc nó hơi phức tạp. Nên nếu nói không có có đường phát triển không đúng lý do chút nào. Nếu nói vậy họ có đưa, hướng đi riêng thì đúng hơn. Như vậy theo hình phi triển thì chính anh cũng là không biết lý do vì sao đồng nghiệp của mình ra đi anh đoán rằng mặc dù đang nguyên được trung tâm Asean lăn xe rất mạnh luôn dành cho những tiết mục đỉnh cao nhất nhưng vẫn ra đi để tìm tìm cái hướng đi riêng nhắc lại quá khứ trước đó chỉ vài tháng thì nhạc sĩ anh bằng sáng lập ra Asean đã người đã qua đời vào tháng 11 năm 2015 con của nhạc sĩ anh bằng là cô thi văn CEO của trung tâm ASEAN đã tạm nghỉ vì lý do sức khỏe Giao lại trung tâm ASEAN cho con trai quản lý Theo một số nguồn tin thì nhạc sĩ Trúc Hồ đã bất đồng quan điểm với người quản lý Nên ra đi và giao lại vai trò là giám đốc âm nhạc cho nhạc sĩ Vũ Đức Tuấn Từ khi phát hành ASEAN số 77 tháng 8 năm 2015 Đến tặng một năm sau vào tháng 8 năm 2016 thì ASEAN mới phát hành là cuốn 78 với một quản lý mới. Như vậy có thể nói ca sĩ Đan Nguyên Nguyễn Hồng Dung Nhung lần lượt rời trung tâm ASEAN về cảm thấy cơ hội nghề nghiệp ở ASEAN không còn nhiều như trước đây. Nói nghĩa là sau khi mà Trúc hồ ra đi thì Nguyễn Hồng Nhung và Đan Nguyên cũng rời đi luôn. Có thể đây là một cái lý do việc các trung tâm ASEAN thậm chí là Thúy Nga lâm vào hoàn cảnh khó khăn không phải là chuyện mới khi mà bị đĩa lậu quá trời luôn sau khi bị tình, tình trạng mà băng đĩa lậu sao chip tràn lan thì trên việc internet phát triển cũng càng đẩy mạnh các trung tâm âm nhạc này khó khăn vì vậy là sự chia sẻ dễ dàng các đĩa nhạc trên thị trường mạng vì vậy là từ việc từ một, một năm cho ra nhiều sản phẩm như hồi năm 2000 thì bây giờ trung tâm ASEAN gần như là chỉ hoạt động cầm chừng không xô nữa như trước do đó là các ca sĩ cũng ra ra đây thôi một năm mới ra sản phẩm thì làm sao mà nuôi được ca sĩ ngoài ra Đan Nguyên và Nguyễn Hồng Nhung thì các ca sĩ khác của trung tâm ASEAN như là Băng Tâm Hà Thanh Xuân cũng chuyển sang Thí Nga nhạc sĩ Trúc Hồ cùng một số ca sĩ của ASEAN là Nguyên Khang Quốc Khanh Hoàng Thục Linh Đoàn Phi Huỳnh Phi tiễn Hồ Hồng Yến chuyển sang làm các chương trình âm nhạc do đại là SBTN do Trúc Hồ phụ trách trước đó. Trúc Hồ cũng phụ trách là cái đài truyền hình là SBTN. Thị trường âm nhạc hải ngoại là ngày càng ảm đạm và giờ đây chỉ có sự duy trì duy nhất là của trung tâm Thúy Nga Paris Bay Night với các chương trình đại hội nhạc cực lớn. Chợt nghĩ rằng thì chỉ vài năm nữa thôi thì thế hệ vàng như Hoàng Anh, Thanh Thúy sẽ không còn hát nữa thì các ca sĩ mà thế hệ trẻ măng non không còn thấy ai nữa trội mặc dù Thúy Nga và SBTN vẫn đang tổ chức các cuộc thi tuyển chọn lựa ca sĩ thị trường băng đĩa nhạc ngày càng ảm đạm không biết tương lai của dòng nhạc hải ngoại sẽ về đâu Vâng, một thông tin khá là dài luôn, mất 18 phút của anh chị em, nhớ like và subscribe ủng hộ à, Một chàng trai nghèo từ Huế đến từ huế của việt nam và trở thành một ngôi sao nhạc vàng bây giờ là giàu có tiếng ở hải ngoại vâng à, ca sĩ đa nguyên tên thật là nguyễn đặng đan khi đi hát thì anh lấy, lấy cái nickname lấy cái biệt danh cái nghệ nha danh của anh là đa nguyên à, bây giờ thì đa nguyên khá là nổi tiếng rồi nói cái đa nguyên thì ai cũng biết nhưng chưa chắc ai biết được cái tiểu sử của đa nguyên à, đa nguyên trước đây là một trong những ca sĩ ngôi sao và nồng cốt của trung tâm asean Hiện nay thì đa nguyên đã chuyển sang hợp tác cùng với trung tâm Thúy Nga, Thúy Nga Paribas Night Hiện tại thì có khả năng là Thúy Nga Paribas Night 129 có khả năng sẽ có anh Tại cũng khá là nồng cốt bên trung tâm Thúy Nga Paribas Night Đa nguyên qua Mỹ ở thập niên 90 Đa nguyên từng ở Jo thị trấn Modeto, Preview và Oakland của Bắc Cali Các bạn cũng thông cảm là người Việt Nam nói tiếng Mỹ cũng như người Mỹ nói tiếng Việt Nam mình nói thì à, các bạn cứ đừng có cừ nha. Thông cảm. Trong một lần đang nguyên hát ở Vô tình cờ thì gặp ca sĩ Trích Thùy Trinh, à, Trích Thùy Trang nhé, Trích Thị Trang à, trình diễn chung thì à, Trích Thị Trang này là cảm thấy chất giọng của Đan Nguyên khá là đặc biệt à, nên là đề nghị là à, Đan Nguyên đưa cái CD tiếng hát của anh à, để về Nam Cali giới thiệu với nhạc sĩ trúc hồ lúc này là trúc hồ là giám đốc của asean như à, với nhạc sĩ trúc hồ và giám đốc asean giám đốc asean là thi văn và Đăng nguyên đã được mời cộng tác ngay à, nhạc sĩ trúc hồ lúc đó là giám đốc âm, âm nhạc của trung tâm asean vẫn hay nhắc đến chất giọng đặc biệt của trích thị trang và cũng chính trích thị trang cũng cảm nhận được chất, chất giọng đặc biệt của đang nguyên nên tạo cơ hội cho anh từ khi bước vào trung tâm ASEAN thì bước đường ca hát của Đa Nguyên bắt đầu thân thang có nghĩa là thân thang có nghĩa là rộng bao la các bạn hồi xưa nó hẹp như vậy này sau này bây giờ nó rộng thân thang ra đó rộng thân thang ra ok em nó rộng thân thang với bài hát đầu tiên là thói đời của nhạc sĩ Trúc Phương thì Đa Nguyên hát chung với nam danh ca là chế linh trong cuốn ASEAN 255 hát với thần tượng thì nhận được sự nhiều sự ái mộ của khán giả cuốn asean tiếp theo thì đa nguyên đơn ca với bạn là hãy quên anh của nhạc sĩ là phương kim à, tạo nên chỗ đứng vững vàng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại là một trong những giọng ca chính của trung tâm asean thời gian này à, và thời gian dài luôn đó các bạn hầu như thì từng nào đa nguyên cũng đáp chiến phi cơ đến cái thành phố của người việt sinh sống để hát Lịch trình diễn của anh là khá dày và khá kín, nói chung là không có trống Anh cho biết những ca khúc khán giả thường yêu cầu hát là Kỵ ở miền xa, kỵ ở miền xa, thói đời Hãy quên anh những lời này cho em, thành phố mưa bay Ước gì tôi hát được như Đan Nguyên thì bây giờ tôi không có ngồi đây Văn vâng, hệ trên Youtube, những video bài hát của Đan Nguyên trình bày ở ASEAN và Thúy Nga có đầy các triệu view Kinh quá, rất là nhiều triệu view Phần nào nói lên sự yêu thích rất là nhiều của khán giả dành cho anh Đa Nguyên là sinh ra tại Huế Miền đất cố đô thơ mộng có dòng sông Hương Và là nơi sản sinh ra nhiều nhạc sĩ Nổi tiếng trong làm âm nhạc Việt Nam Nhiều ca sĩ ở vùng này có làng hơi mạnh chất giọng đặc biệt khi hát những giai điệu liếng lấy mang âm hưởng quê hương thì rất là truyền cảm. Điển hình là giọng ca Duy Khánh, một cái ngôi vị sừng sững trong giới ca sĩ của nền tăng nhạc Việt Nam. Trong do đó thì đang nguyên hát nhạc Trúc Phương này, Lam Phương này và những bài ca thuộc dòng nhạc vàng là rất là mùi mẫn. Thở riêng thiếu thì đang nguyên cũng thích nghe những bài hát các giọng ca của như là Tấn Vũ, Duy Khánh, Chế Linh, Bảo Yến và thường ca hát với bạn bè trước khi mà đến với trung tâm ASEAN anh cũng là tham dự nhiều cuộc thi hát và chiếm các giải nhất nhất luôn quý vị ghê không quý vị thông cảm tôi đang ngồi mà làm thông tin cho quý vị mà mũi nó cứ cắn dưới chân à bây giờ mình đọc tiếp nha các bạn nha thông tin cho các bạn tiếp nếu có người cho rằng là giọng ca chế linh có chất buồn của dân tộc chàm đã mất nước thì trong cái chất giọng của đa nguyên có một chút buồn nào đó khi hỏi về gia thế thì anh nói rằng là đã xa cha từ lúc còn nằm trong bồn mẹ và suốt đời anh chưa bao giờ thấy được mặt cha của anh mỹ anh phải cam khổ nuôi anh và mấy đứa em sau này với gánh nặng gia đình đình đặt trên vai anh phải giúp đỡ, giúp đỡ mỹ và mấy đứa em nhiều bà con nghèo ở quê nhà với thu nhập được từ có nghĩa là anh giúp cho mẹ và mấy đứa em và những cái bà con nghèo ở quê nhà với thu nhập từ nghề ca sĩ, nghề đi hát của anh làm nghề mua vui cho thiên hạ thức khuya với ánh đèn sân khấu đầy mây hạt nhưng đang nguyên có một cuộc sống rất lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, bà mà uống cà phê à? Có uống cà phê nha anh em nha thông cảm anh khuê anh cánh tay khỏe khắn bắt thịt cuồn cụ nhờ những năm tháng mê tập võ hồi thời niên thiếu anh kể một kỷ niệm dễ thương hồi còn nhỏ ở huế mẹ đưa anh tiền đi uh, chợ khi gặp một người anh sinh tội nghiệp quá anh cho hết số tiền đó và về nói dối là đánh mất và bị một trận đòn nhớ đời có ra là làm người tốt mà sau khi mà thấy người ta uh, tội quá đó bạn thấy người ta mà khổ quá ảnh cho Hiện nay thì ở ngồi tuổi 30 nhưng mà vẫn còn độc thân đây là cơ hội khá là tốt cho các bạn nữ nha những bạn nữ nào mà muốn gửi gắm tình cảm cho đa nguyên thì cứ tiến tới ra hãy ngồi tìm đa nguyên thôi đa nguyên nói về những mẫu người yêu lý tưởng của mình thì không cần đẹp nhưng cần có duyên chung thủy có thể cảm thông và chia sẻ buồn vui trong cuộc sống đơn giản không có gì à phải khó khăn hết à, Người ta cũng nói rằng là đa nguyên có thể xếp về nước hoạt động à, theo thông tin là đa nguyên là hiện tượng mà âm nhạc nổi đình nổi đám ở hải ngoại đặc biệt là anh ghi dấu sâu đậm với người yêu nhạc vàng với các bài nhạc lính Tuy nhiên mới đây đan nguyên đã khiến người hâm mộ tò mò bởi lần đầu tiên anh đóng vai chính trong một bộ phim hành động cánh nhiều mưa của Cường Ngô đạo diễn nổi tiếng với phim là Hương Ga Tri sát hòn Ngọc Viện Đông ngày nãy ngày nay À, ghê không Đang Nguyên đóng phim rồi các bạn, đóng phim cánh diều mưa luôn ấy. Gần đây thì có thông tin là Đang Nguyên sẽ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật à, trước tiên à, về Việt Nam hoạt động nghệ thuật trước tiên là với vai trò là của một diễn viên điện ảnh à, khi bộ phim cánh diều mưa do Đang Nguyên đóng chính thức được à, à, bhd phát hành tại các rạp trong cả nước. Thực ra thì việc với ca sĩ Việt Hải ngoại Đông đình đám về Việt Nam trình diễn là không có gì mà xa lạ hết. Tuy nhiên trường hợp của Đan Nguyên có hơi đặc biệt một chút. À, khi còn ở trung tâm ASEAN thì à, ca sĩ Đan Nguyên thường xuyên hát nhạc lính với trang phục của người à, lính ở Việt Nam Cộng hòa. Mặc dù sau này khi chuyển sang trung tâm Thí Nga thì Đan Nguyên không còn mặc áo lính khi hát nữa, nhưng à, việc xét duyệt cấp phép để biểu diễn ở Việt Nam cho Đan Nguyên à, có lẽ là một phần khó khăn hơn các ca sĩ khác có nghĩa là hát bên trung tâm ASEAN là anh mặc đồ lính đó bà con ha mặc đồ lính không cho gì Việt Nam nữa đó đấy là một phần khó khăn nha tuy nhiên thì lực bắt thành văn của giới showbiz Việt thường rỉ tai nhau thông lệ là cứ hệ trước khi ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn thì sẽ có một hoặc hai bài hát một hai một hoặc hai bài báo trong nước đưa tin về ca sĩ đó gần đây có một số báo chí trong nước đưa tin về Đan Nguyên và với vai trò là diễn viên không biết là có được về nước hay không trước đây thì khi các ca sĩ Khánh Ly hay chế Linh về nước thì trước đó thì báo chí đều có đăng một số bài báo về họ để mở đường đường trước Nên là trước khi về nước thì báo chí trong nước họ đăng vài bài để mở đường nó đang đang nói chuyện với các bạn máy bay nó bay lên trời tí nữa nói tiếp rồi nó bay qua đã nhà gần cái sân bay Ờ, không biết nó đang nguyên nó đang đậu đang đi cái máy bay đó không biết nữa có khi nó đi máy bay đó nó vòng vòng hạ xuống tăng thứ nhất nữa cái bay lâu dưới không trời rồi chọn chút nha các bạn đó, nó khỏi đồ ồn nó làm micro các bạn nó làm cho các bạn nghe lỗi ha các bạn nhớ like subscribe ủng hộ mình dạo này tiền điện tăng dữ quá nên làm video các bạn coi coi miễn phí không like subscribe chết luôn vâng khánh ly và chế linh là hai trong số những ca sĩ mà trước đó không ai nghĩ rằng họ được cấp phép biểu diễn ở việt nam nhưng mà được biểu diễn việc các ca sĩ hải ngoại lần lượt về việt nam biểu diễn đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều với nhau trong đó phần lớn là ca sĩ đã bị khán giả ở hải ngoại tẩy chay đó, những khán giả ở hải ngoại tẩy chay gây không? tuy nhiên cũng cần thông cảm cho những ca sĩ này vì thị trường ở hải ngoại mấy mươi năm qua chỉ vài triệu kiều bào chỉ cho vài triệu triệu bào thôi Trong khi đó ở trong nước Là một thị trường gần 10... 100 triệu dân Nước chúng ta là đã 100 triệu dân rồi các bạn à, Với 100 triệu dân Mà đâu phải ai cũng Cũng coi đâu Có lũ nhỏ nữa à, Với những khán giả yêu nhạc vàng Có những niềm hâm mộ cuồng nhiệt Đối với ca sĩ Hải Ngội à, Đối với những ca sĩ ở tuổi mà thấp thật Thấp Thấp thật thất thập như là chế linh rồi khánh ly phương dung có thể họ không cần tiền để mưu sinh nữa cho dù quan điểm về chính trị xã hội có việc phần khác biệt nhưng tâm nguyện của họ là được biểu diễn ở trong lòng khán giả được trở về quê hương để họ ghi dấu nhiều hơn trong lòng khán giả trong nước nói chung cái gì cái gì quê hương là tốt nhất trước khi mà giải nghệ trong thời gian mà ngắn sắp tới thì những ca sĩ mà gần đắt xa trời họ muốn muốn về nước, muốn biểu diễn trong lòng khán giả của đất nước mình, nơi mình sinh ra trước khi họ um, giải nghệ. À, có thể là khán giả sẽ thấy một Đan Nguyên xuất hiện một cách công khai ở làng nhạc trong nước uh, một ngày không xa. Nói chung là cũng hay nếu mình cũng hy vọng là um, Đan Nguyên sẽ, um, sẽ về nước.